Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Top Star Real Estate 714-863-7824. Thảo Nguyên, Hoàng, Trầm Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Olympics Thế vận hội. Ngày hôm nay, một thành viên cao cấp nhất của Ủy ban Thế vận Quốc tế International Olympic Committee, viết tắt là IOC, tuyên bố cái cửa sổ để quyết định hủy bỏ Thế vận hội Nhật Bản Tokyo lần này có khả năng trong vòng 2 tháng tới mà thôi. Và ông tuyên bố ngày hôm nay, nếu như tình hình dịch cúm này gây nguy hại đến cho các thành viên, bất kể là người thi đấu, khán giả hay là lực lượng phóng viên báo chí, thì ông sẽ đưa ra quyết định là hủy luôn. Không, ông nói không có rời, không đổi hay cái gì hết trơn, ông nói là hủy bởi vì không thể nào mà tiếp tục và rời khi nào. Vâng. Nó rời khỏi cái khung mà nó cho phép rồi đó, nó khó lắm. Thế thì cho đến giờ phút này chúng ta nghĩ như thế nào, quý vị nghĩ sao, có khả năng mà đến lúc đó là dịch bệnh nó hết không? Hay là vẫn còn lây lan ở khắp nơi? Thêm nữa, sáng ngày hôm nay thì phía Hoa Kỳ đó, họ tuyên bố là họ đã sẵn sàng, các lực lượng vận động viên thi đấu của Hoa Kỳ tuyên bố họ sẵn sàng rồi. Và một số những nơi khác họ cũng tuyên bố sẵn sàng, họ vẫn tiếp tục giữ cái lịch trình tập huấn, tập luyện trong thời gian này để thi đấu vào tháng 7 năm nay tại thủ đô Tokyo. Nhưng mà ông Dick Powell, thành viên của IOC, tuyên bố ông cho phép 60 ngày tới. Nếu mà 60 ngày tới ông nói rằng cái tình hình dịch cúm này nó bắt đầu nó giảm hết rồi và cái số người lây nhiễm không còn nữa thì may ra mới tiến tới được. Và bên phía Tokyo, vấn đề khó khăn ở đây đó không phải là quyết định của Ủy ban Thế vận Tokyo mà còn ăn thua Ủy ban Thế vận quốc tế, họ sẽ là người cái quyết định cuối cùng. Nhưng mà Thảo Yên nghĩ sao? Có khả năng không? Thưa quý vị, tính đến sáng ngày hôm nay đó, thì cái dịch bệnh này nó bắt đầu nó xuất hiện ở những cái quốc gia xa xôi, chẳng hạn như châu Phi, nó đã đi đến châu Phi rồi thưa quý vị. Và bắt đầu thì Nam Mỹ là những cái nơi mà từ bữa đến giờ 2-3 tháng nay đó là không có một cái trường hợp nhiễm bệnh nào cả. Thì bây giờ đó không những là Tổ chức Y tế Thế giới mà CDC của Hoa Kỳ họ lo sợ là những cái nước mà phát triển giàu có như là Hoa Kỳ, Mỹ, Úc rồi đó thì có thể là kềm chế được, nhưng mà những cái nước mà nó nghèo khó như là ở bên châu Phi đó, một khi mà dịch bệnh nó bùng phát một cái thì những cái nước này tài nguyên họ không có, nhân lực họ không có, rồi tiền của họ không có, họ trước giờ họ không có chuẩn bị, họ không có nền tảng để chuẩn bị cho một cái đợt dịch lớn như thế này, thì em nghĩ là cái sự kiện như là Olympic nên hủy bỏ đi, tại vì sẽ có những vận động viên đến từ những cái nước châu Phi. Trong quá khứ, như quý vị đang theo dõi đó, Thế vận hội đã bị hủy vào Thế chiến thứ nhất và hai lần trong Thế chiến thứ hai. Chưa bao giờ, kể cả đại dịch cúm, những cái cúm khác chưa bao giờ xảy ra mà khiến cho Thế vận hội phải hủy cả. Nhưng mà năm nay trường hợp có thể khác. Năm Canh Tý nó phiền quá, Thảo Yên ha. Chuyển sang nói gì về phong thủy. Vâng, quý vị. Quay trở về những bản tin Hoa Kỳ thì mà mới đây tờ AP là cái tờ báo duy nhất được cái tên giết người hàng loạt mà mang tư tưởng kỳ thị chủng tộc đó, Dylan Roof, thưa quý vị, hắn đã gửi cho tờ AP hai lá thư với cái mục đích cho biết là hắn đang ở trong tù và
đã tuyệt thực được hơn một tuần sau khi mà hắn cho rằng suốt quãng thời gian qua hắn không những bị tù nhân ở trong nhà tù kỳ thị, mà hiện nay những nhân viên ở trong nhà tù đã có kỳ thị hắn, rồi tước đi những cái quyền công dân tối thiểu của hắn, những cái quyền mà ở trong nhà tù đó những tù nhân khác họ có được thì hắn bị, rồi hắn bị ngược đãi bởi vì cái lý do hắn cho rằng tất cả những nhân viên ở trong nhà tù cảm thấy cái việc mà họ ngược đãi hắn là một cái việc nên làm bởi vì hắn là tội đồ của tất cả mọi người. Thì tờ AP họ nói rằng vào hôm 13 tháng 2 đó, hắn gửi cho tờ AP cái lá thư đầu tiên nói rằng hắn đã tuyệt thực được mấy ngày rồi. Với những cái lý do chúng tôi vừa mới nêu thưa quý vị, thì cũng xin nhắc lại Dylan Roof năm nay 25 tuổi và vào năm 2015 đó, thì hắn đã xách súng đi đến một cái nhà thờ của người của cộng đồng gốc Phi Châu ở đây và xả súng vào một cái lớp học giáo lý ở Charleston, South Carolina, mà hậu quả là làm cho 9 người thiệt mạng. Thì Dylan Roof hiện nay đã bị phán án tử hình thưa quý vị, và hắn cũng là tử tội đầu tiên hiện nay là duy nhất ở Hoa Kỳ bị án tử hình về cái tội là thù ghét, hate crime. Thường hate crime là bị nặng nhất là tù chung thân thôi. Hắn hiện nay đang là tử tù duy nhất bị đang chờ để mà xử tử. Thì sau đó cái lá thư đầu tiên gửi cho tờ AP là vào ngày 13 tháng 2, hắn cho biết là hắn bị ngược đãi ở trong tù. Hắn kể lể là chẳng hạn như ở trong nhà tù có được khoảng mỗi ngày được nửa tiếng đồng hồ đi ra ngoài, thì hắn không được đi ra ngoài thưa quý vị. Rồi nhiều khi hắn muốn sử dụng máy in hay gì đó, những người ở trong tù họ được cái quyền đó để nhiều khi họ làm những cái đơn kháng cáo hay là sao đó, thì hắn nói là hắn bị những người nhân viên ở trong đó không cho hắn sử dụng, không cho giấy bút rồi vân vân, nói chung là hạn chế để cho hắn có thể liên lạc được với luật sư thí của mình. Và đến ngày 16 tháng 2, hắn lại gửi tiếp cho tờ AP một cái lá thư thứ nhì nữa. Thì hắn nói là sau khi mà tuyệt thực được một tuần thì hắn hiện nay hắn không có tuyệt thực nữa. Với cái lý do hắn nói rằng trong lúc hắn đang tuyệt thực đó thì có những người nhân viên ở trong nhà tù họ gọi ambulance tới, nhân viên của y tế, và những người này đi vào chích những cái ống gì trong người của hắn, hắn không biết được. Thì nhân viên trong nhà tù họ nói rằng họ chỉ lấy mẫu máu của hắn rồi nhiều khi truyền nước biển để cho hắn đừng có bị kiệt sức mà qua đời mà thôi, chứ họ không có làm gì hết. Còn hắn thì hắn cáo buộc là nhiều khi những cái việc này những người này muốn giết hắn chết hắn không biết được, cho nên thà là hắn ăn uống trở lại chứ không có bị mưu sát như thế này. Thì được biết là cái việc mà hắn tuyệt thực đó xảy ra đúng một tháng sau khi mà luật sư của Dylan Roof vừa mới tiếp tục gửi đơn kháng cáo về cái án tử hình hắn đang chịu thưa quý vị. Mà cái nguyên nhân chính mà người luật sư này họ đưa ra đó là khi diễn ra cái phiên tòa mà luận tội tên này đó, thì thẩm phán đã để cho hắn tự biện hộ, mà trong khi người luật sư nói rằng rõ ràng khi đó hắn 22 tuổi mà mới học đến lớp 9 thôi, mà tinh thần còn có vấn đề nữa, mà lại thẩm phán lại để cho hắn tự biện hộ. Và khi đó thì hắn tin tưởng rằng hắn sẽ không có bị án tử hình là bởi vì hắn bị vô tù thì sẽ có những thành viên của cái tổ chức da trắng thượng đẳng đó sẽ làm một cái cuộc cướp ngục và cứu hắn ra. Thì luật sư nói rằng với cái tinh thần mà bị điên điên như vậy thì không thể nào mà để cho hắn tự đứng ra biện hộ trong phiên tòa cuối cùng được. Họ nói rằng không có công bằng, cho nên là họ nói rằng cái phiên tòa đó nó không có đủ những cái bằng chứng valid, cho nên họ nói rằng họ phải mở một cái phiên tòa khác để cho luật sư đưa ra những cái chứng cứ. Nhưng mà hiện nay chưa biết là thẩm phán có thụ lý cái đơn kháng cáo của luật sư của Dylan Roof hay không thưa quý vị.